Gần đây, thông tin về việc thương hiệu ô tô Trung Quốc Chery sẽ trở lại thị trường Việt Nam liên tục xuất hiện, nhưng chưa rõ cụ thể về các mẫu xe sẽ được đưa vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, hãng xe này dự kiến sẽ trình làng 4 mẫu SUV cho khách hàng, được chia theo các phân khúc từ nhỏ đến lớn, với mức giá kéo dài từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Nhưng chưa rõ thời gian cụ thể hãng xe ra mắt tại thị trường Việt Nam. Dự kiến, cả 4 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc, sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Trong số này, mẫu xe được cho là sẽ bán chạy nhất, là SUV cỡ nhỏ nhất với mức giá khoảng 500 triệu đồng. Do phân khúc cạnh tranh dễ tiếp cận đến khách hàng và lượng đối thủ mới chỉ có Kia Sonet và Toyota Raize. Trong khi đó thì ở phân khúc cao nhất, Tiggo 8 Pro đang được gọi tên do đây là một trong những mẫu xe được diễn đàn của Chery Việt Nam liên tục đăng tải thông tin và cũng là một trong những mẫu xe chủ lực của Chery ở các thị trường nước ngoài. Mặt khác, nhiều khả năng sản phẩm đình đám mới ra mắt của hãng, Omoda 5, sẽ chưa được bán chính thức ở đợt này. Đáng chú ý là nhà phân phối Chery trong tương lai tại Việt Nam không quá xa lạ khi cũng đang hợp tác cùng Nissan kinh doanh ô tô trong nước. Tuy nhiên, việc các mẫu xe Chery có được xuất hiện trong các phòng trưng bày của Nissan hay sẽ có đại lý riêng hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể. Mặc dù vậy, vấn đề được quan tâm nhất là chưa rõ Chery sẽ phân phối chính thức ô tô tại Việt Nam vào thời điểm nào và thông qua cách nào. Hiện tại chưa hề xuất hiện thông tin về việc hãng xe Trung Quốc thiết lập hệ thống đại lý chính thức ở nước ta, trong khi đơn vị truyền thông của Chery đã hoạt động ở Việt Nam nhiều tháng trở lại đây. Chery được thành lập vào năm 1997, có trụ sở tại Vũ Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc và trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc từ năm 2003. Số lượng xe bán ra trên toàn cầu của hãng đã đạt trên 10 triệu chiếc. Hiện, hãng cũng là đối tác lắp ráp ô tô thương hiệu Jaguar Land Rover phục vụ thị trường nội địa. Ngoài Trung Quốc, Chery đang xây dựng thương hiệu tốt ở các thị trường Nam Mỹ, Đông Âu và Châu Phi. Trong những năm trở lại đây, Đông Nam Á đang là khu vực được Chery nhắm tới với mức độ phát triển về ô tô mạnh mẽ. Vào năm 2019, hãng đã tới quốc gia đầu tiên trong ASEAN, đó là Philippines. Đây cũng là thị trường duy nhất trong khu vực có trang web chính thức. Trong khi đó, Chery vừa trình làng thương hiệu tại Indonesia vào ngày 31 tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ trở lại Thái Lan và Malaysia trong năm nay. Tại Việt Nam, thương hiệu Chery đã từng xuất hiện vào năm 2009 thông qua việc liên doanh với công ty ô tô Hòa Bình với hai mẫu Chery QQ3 ra mắt năm 2009 và Ridge M1 vào năm 2010. Hiện, hãng cũng đang tích cực trở lại thị trường nước ta với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một số mẫu xe như Tiggo 3X Plus, Arizo 6 và giờ là Omoda 5. Giá bán các mẫu xe của Chery hiện đang có mặt tại Philippines như sau. Hiện tại, ô tô Trung Quốc với thương hiệu MG cũng đang bán chính thức tại Việt Nam với một số thành công bước đầu, chính là một trong những động lực thúc đẩy những thương hiệu từ đất nước tỷ dân nhập cuộc vào thị trường nước ta. Cùng với đó, những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đang được chú ý nhiều hơn với những sản phẩm được nhập khẩu bởi một số doanh nghiệp tư nhân như Beijing X7, Brilliance V7, Georgia Z8. Suy nghĩ của bạn như thế nào trước thông tin Chery đang quay lại Việt Nam? Hãy để lại bình luận. Đừng quên like, bấm đăng ký cũng như nút chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất về xe cộ từ WhatCarVN. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.